Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn, được cập nhật thường xuyên trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày. Xin mời quý vị và các bạn hãy bấm nút đăng ký kênh để nhận ngay các thông báo mới nhất khi tôi đăng tải các video clip mới nhất hàng ngày vào lúc 11 giờ trưa. Và ngày hôm nay, 13 tháng 10 năm 2020, thì Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những thiết bị audio vừa về ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn hãy bấm nút đăng ký kênh để nhận ngay các thông báo mới nhất khi Tiến Dũng đăng tải các video clip được cập nhật hàng ngày vào lúc 11 giờ trưa. Địa chỉ cửa hàng nằm tại số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Trước mắt quý vị là hai cặp loa B&W model 602S3 và 602S2. Đầu tiên đó là mẫu 602S3. Hai cái tôi để ở ngoài. Dòng này sử dụng một loa bass 20cm màng màu vàng, một loa chép đôm. Ở phía dưới chúng ta thấy có một lỗ hơi. Mặt thùng loa được làm bằng nhựa như một miếng tán âm. Phần vỏ thùng loa được trang trí bên ngoài bằng simili màu vân gỗ màu vàng rất đẹp. Và đây là phần tem thông số. Loa có thể chơi BY 2 cầu. Mẫu loa B&W model DM602S3. Dòng này có công suất 120W trên một thùng, trở kháng 8 ohm. Loa được sản xuất tại Made in England, hàng Anh Quốc đến từ châu Âu. Và đây là thùng loa bên đây. Loa vừa về ngày hôm nay, tình trạng tuyệt đẹp, zin không lỗi lầm. Vỏ thùng loa màu vàng, sang trọng, trang nhã. Thùng loa này tôi ước tính có chiều ngang khoảng 25cm, chiều sâu khoảng 30 và chiều cao khoảng 50. Hai cặp loa này có kích thước ngang nhau. Mẫu loa B&W model 602S3 có mức giá 13 triệu. Và tương tự như vậy là 602S2 có cấu trúc và phần vỏ thùng tương tự. Vỏ màu vàng. Đây là phần tem thông số. DM602S2 hàng được sản xuất tại Anh Lê. Công suất 120W, trở kháng 8 ohm. Series liền kề đúng cặp. Đây là thùng bên đây. Tất cả zin đẹp. Mẫu là B&W model 602S2 phía chính giữa, đồng giá 13 triệu. Tất cả bao zin, series liền kề đúng cặp, bảo hành kỹ thuật 1 tháng đến quý vị và các bạn. Đây là các dòng loa Buxell cao cấp của Anh. Chúng ta có thể chơi đa thể loại dòng nhạc từ tiết tấu chậm, tiết tấu vừa cho đến tiết tấu nhanh. Nhạc vàng, nhạc trữ tình, nhạc hòa tấu, nhạc ngoại, nhạc ra, nhạc blues, vân vân. Đều chơi rất tuyệt vời. Hai cặp loa đồng giá 13 triệu. Để giúp bao zin, bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Và phía dưới này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ hai thiết bị được phối ghép rất ăn ý về tông màu cũng như về thương hiệu. Chiếc ở trên đó là chiếc đầu CD Denon model 1650AR, mặt màu vàng, học đĩa nằm chính giữa. Chiếc này đọc đĩa CD cho âm thanh rất tuyệt vời, rõ nét, tiếng mạnh mẽ. Chiếc này có mức giá 7 triệu. Và phía dưới này là một chiếc đầu, là một chiếc âm ly đẳng cấp high-end của thương hiệu Denon đến từ Nhật. Đó là model PMA-S10. Nhưng em còn đọc là QS10. Với mẫu âm ly Denon S10 là dòng đầu tiên của dòng S, bao gồm S10, S10 2 la mã, S10 3 la mã và S10 3 la mã Limited. Trên này cũng vừa về ngày hôm nay, tình trạng zin tuyệt đẹp. Đây là tổng thể phía mặt sau. Tất cả là hàng bãi, chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Các giắc kết nối còn vàng óng, sáng choang. Trong này chỉ chơi một cặp loa thôi. Đây là dòng âm ly high-end của thương hiệu Denon. Điện 100V, công suất nguồn 160W. Máy sử dụng 12 sò MOSFET. Cấu hình của nó rất lớn.
tiếng của dòng này trong trẻo, âm thanh có độ chi tiết cao. Dòng này phù hợp với hầu đa các dòng loa bền đúc dạng cột, dạng búp xeo hoặc các dòng loa bow, các dòng loa JBL cũng chơi rất tốt. Chiếc ly đàn ông S10 của thương hiệu đàn ông, tình trạng zin đẹp, mức giá chỉ 13 triệu. Và phía bên đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc âm ly cũng là thương hiệu đàn ông nữa. Đó là mẫu âm ly đàn ông 1500AE. Chiếc này vừa về ngày hôm nay tình trạng còn thùng xốp. Đây là thùng xốp của máy 1500AE. Đây là số series của thùng xốp 143 cuối. Đây là các tem mua bán ở bên siêu thị. Thông qua đầy đủ mút xốp, dây nguồn zin. Đây là chiếc máy của nó, máy tuyệt đẹp, gần như mới. Đàn ông 1500AE. Máy còn sáng quắc. Dây nguồn zin của máy nằm ở đây. Các giắc kết nối còn sáng choang. Dòng này có công suất nguồn 250W đến 100V. Hàng bãi nội địa Nhật. Các giắc còn kết nối còn sáng choang, vàng ươm. Máy tuyệt đẹp. Chiếc ly đàn ông model 1500AE, tình trạng zin đẹp, còn thùng xốp, có mức giá 11. Quý vị quan tâm hãy gọi cho Tiến Dũng theo số điện thoại trên tấm bảng màu xanh để sở hữu các sản phẩm mà mình yêu thích. Tất cả đồ zin đẹp xuất sắc, bảo hành kỹ thuật 1 tháng đến quý vị và các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức một bài nhạc thông qua bộ 3 thiết bị CD đàn ông, âm ly đàn ông và cặp loa bền đúc của anh. Tiếng của bộ này rất rõ nét. Được phối ghép cực kỳ ăn ý, cho âm thanh rộng mở, chi tiết sáng rõ.
thích hợp cho các không gian tầm trên dưới 30m2, chơi đa thể loại dòng nhạc. Xin cảm ơn quý vị và bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.